Cô chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em phân môn tập đọc. Trong chủ điểm người quả cảm, các em đã biết được nhiều tấm gương dũng cảm. Ví dụ như những người dũng cảm trong chiến đấu, những người dũng cảm trong đấu tranh chống thiên tai, gương dũng cảm trong đấu tranh với bọn côn đồ hung hãn. Bài học ngày hôm nay sẽ cho các em thấy một biểu hiện khác của lòng dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải. Đó là tấm gương của hai nhà khoa học vĩ đại, Copernic và Galileo. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay nhé. Bài tập đọc này cô chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho tới Chúa Trời. Đoạn 2 là đoạn tiếp theo cho tới 70 tuổi. Và đoạn số 3 là đoạn còn lại. Đầu tiên chúng ta đi qua phần luyện đọc. Các em cần đọc đúng những từ ngữ sau: Copernic, Galileo, sửng sốt, dũng cảm. Các em đọc bài với giọng chậm rãi, nhấn giọng ở những từ ngữ ca ngợi dũng khí bảo vệ chân lý của hai nhà khoa học. Ví dụ như là bác bỏ, sai lầm, sửng sốt, tà thuyết, phán bảo, cổ vũ. Trong bài có câu dài, các em chú ý. Chưa đầy một thế kỷ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Galileo lại cho ra đời một cuốn sách mới, cổ vũ cho ý kiến của Copernic. Lập tức, tòa án quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Galileo ra xét xử. Bây giờ các em lắng nghe và theo dõi cô đọc toàn bài nhé. Các em theo dõi cô đọc bài và đọc theo cô nhé. Tập đọc. Dù sao trái đất vẫn quay. Xưa kia người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ đứng yên một chỗ, còn mặt trăng, mặt trời và muôn ngàn vì sao phải quay xung quanh cái tâm này. Người đầu tiên bác bỏ ý kiến sai lầm đó là nhà thiên văn học người Ba Lan Copernic. Năm 1543, Copernic cho xuất bản một cuốn sách chứng minh rằng trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Phát hiện của nhà thiên văn học này làm cho mọi người sửng sốt, thậm chí nó còn bị coi là tà thuyết vì nó ngược lại với những phán bảo của Chúa Trời. Chưa đầy một thế kỷ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Galileo cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ ý kiến của Copernic. Lập tức tòa án đã quyết định cấm cuốn sách ấy và mang Galileo ra xét xử. Khi đó nhà bác học đã gần 70 tuổi. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa án, ông đã bực tức nói to: dù sao trái đất vẫn quay. Galileo trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đầy, nhưng cuối cùng lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của hai nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lý giản dị trong cuộc sống ngày nay, theo Lê Nguyên Phong, Phạm Ngọc Toàn. Trong bài có phần giải nghĩa từ Copernic. Đây là hình ảnh Copernic. Ông sinh năm 1473, mất năm 1543, là nhà thiên văn học người Ba Lan. Còn đây là Galileo. Ông sinh năm 1564, mất năm 1642, ông là nhà thiên văn học người Italia. Thiên văn học là những ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ. Tà thuyết là những lý thuyết sai trái, nhảm nhí. Chân lý có nghĩa là lẽ phải. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài nhé. Câu hỏi số 1. Ý kiến của Copernic có điểm gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ? Các em cùng quan sát bức tranh các hành tinh trong hệ mặt trời. Thời đó, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao phải quay xoay xung quanh nó. Copernic đã chứng minh ngược lại, chính trái đất mới là một hành tinh xung quanh mặt trời. Copernic thì như vậy, còn Galileo thì như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp câu hỏi số 2 của cô. Galileo viết sách nhằm mục đích gì? Và vì sao tòa án lúc đó lại xử phạt ông?
Galileo viết sách để nhằm ủng hộ tư tưởng khoa học của Copernic. Ông bị tòa án xử phạt vì tòa án lúc ấy cho rằng ông đã chống đối quan điểm của giáo hội, nói ngược lại với những người phản bạo của Chúa Trời. Đó các em ạ. Vậy, lòng dũng cảm của Copernic và Galileo được thể hiện ở chỗ nào? Đó là cả hai nhà bác học dám nói ngược lại với lời phản bạo của Chúa Trời, tức là họ dám chống lại với quan điểm của giáo hội, mặc dù họ biết việc đó sẽ rất là nguy hại đến tính mạng. Galileo đã phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh tù đầy và để bảo vệ chân lý khoa học đó các em. Qua câu chuyện này, các em rút ra được ý nghĩa gì? Bài học này ca ngợi hai nhà bác học chân chính đã dũng cảm kiên trì bảo vệ chân lý khoa học đó các em. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tất cả các em.